Thấy không? Đặt một điểm sáng vậy cho thấy đó là vật gì? Sáng là vật gì? Vật thật. Vật thật thì nó phải lớn hơn hơn không. Ổn chưa? Các trục chính thấu cứng bao nhiêu? Vậy là vật so với thấu cứng là chữ gì? D bằng 0,2 mét. Tiếp thì chùm tia ló, chùm tia ló ra khỏi thấu cứng là chùm song song song. Nhưng nè, song song nó dài vô cùng, nó đi ra tới tận cùng thế giới luôn. Vậy là D phải bằng gì? Ra tận cùng thế giới luôn. Sao D phải bằng cộng vô cùng đơn vị mét. Đẹp chưa? Song song mà nó đâu có điểm dừng đâu, cứ cái song song đi hoài vậy đó. Rồi bắt đầu. Vậy có D chưa? Có D phải chưa? Tổng thức bằng 1 phần D cộng 1 phần D, D phải rồi thế số. Nè, này tiếng gì vô cùng đúng không? 1 phần vô cùng ra gì? 1 phần vô cùng ra gì? 1 phần vô cùng ra gì? Con nhỏ mẹ già, trời ơi, trên là con dưới là mẹ, nói bao nhiêu lần rồi. Không? Con nhỏ mẹ già nuôi nổi không? Không nuôi nổi tiếng gì đâu. Vậy hàng ngày ra không? 1 phần F bằng 1 phần D, rồi bấm máy tính. 1 phần F bằng 1 phần 0,2. Vậy bấm ra F bằng nhiêu? Bấm đi, ra 0,2 mét. Tự bấm nha, vậy ra bao nhiêu? Đổi qua cm, nhân thêm nhiêu nữa, từ mét qua cm, nhân thêm trăm ra 200 cm, rồi chọn đáp án. F lớn hơn, lớn hơn không, thấu cứng gì? Hội tụ, rồi chọn